tám tả từ. Lòng con chua xót nghẹn ngào, tháng ngày vui sống bên nhau xa rồi. Bác ơi ai nỡ chia đôi, âm dương cách trở xa xôi nghìn trùng. Bác đi trời đất mịt mùng, mây sầu chăng mắt, lạnh lùng mưa rơi. Hoa bay trong gió tả tơi, nhìn hoa con thấy bùi ngùi nhớ thương. Bao nhiêu kỷ niệm còn dương, đếm mưa từng sợi nhớ thương ngập lòng. Đêm nay mưa gió lạnh lùng, bác về phương ấy có cùng niềm đau. Biệt ly suối lệ tuôn trào, niềm đau nỗi nhớ nói sao cho vừa. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, con đang kết lại lời thưa tả từ. Phạm Bảo Dân, Cần Thơ. 9. Tâm sự. Đêm nay mưa gió sụt sùi, nhìn di ảnh bác bùi ngùi lòng con. Chiều tiễn biệt bác, mưa buồn rơi mãi, xót xa lòng mà nước mắt vương mi. Buổi từ ly con biết nói câu gì, môi mím chặt tiễn bác đi mãi mãi. Cố nén đau buồn lúc tiễn đưa, còn chăng kỷ niệm những ngày xưa. Con về cõi tạm đầy giông tố, bác đến nơi hoa nở bốn mùa. Nghiệp trần dứt sạch kể từ đây, thanh thoát hồn thiên bác nhẹ bay. Nhìn lại người thân hoan nghỉ hẹn, mai này sẽ gặp chốn liên đài. Bác sống hiên ngang giữa cuộc đời, lợi danh xem tợ án mây trôi. Một đời vì đạo, vì dân tộc, bác sống trong tôi mãi trọn đời. Phạm Ngọc Diệp. 10. Soi gương. Con có duyên nghe tự truyện về ông Sáu Viên. Thật sự con rất khâm phục các bác đã không quản vất vả đi tìm ánh sáng đức độ của bậc tiền bối, để thế hệ đời sau chúng con có dịp soi mình vào tấm gương sáng mà học hỏi và trau dồi đạo đức cho riêng mình. Lịch sử là dấu vết của thời gian. Bụi thời gian có thể làm mờ xóa đi tất cả, nhưng những chấn nhân lịch sử với lối sống mẫu mực, rất đậm tình người mà chan hòa ý đạo, luôn là viên ngọc sáng ngời, là ngọn hải đăng soi đường cho những con thuyền đạo mau cập bến bờ giải thoát. Con vốn là người miền Tây, con yêu sâu nếp sống giản dị, chất phác, thật thà của người dân Nam Bộ. Có lẽ vì thế mà tự truyện Bác Sáu Viên với lời lẽ mộc mạc, dễ đi vào lòng người, đã để lại trong con nhiều tình cảm đẹp. Thực sự, đọc được bản thảo tự truyện Bác Sáu Viên là một nhân duyên lớn lao với con. Những mẫu truyện không biết vô tình hay hữu ý đã có tác dụng rất lớn giúp con giải quyết vấn đề mà con đang gặp phải, cũng giống như Đức Thầy giải tỏa đúng nỗi lòng ông Sáu khi hiện diện Ngài. Con ăn chay, nhưng đôi khi còn kén chọn món ngon, đôi lúc còn khen chê thái quá. Thật là thấu tận lòng người khi được Đức Thầy dạy. Đối với người tu thì ăn cần để sống, còn người không tu thì ăn cần cái ngon. Chủ yếu là ăn uống cho hợp vệ sinh, hợp với cơ thể, để có sức khỏe làm lợi ích cho đời. Không nên sống nghịch lý, coi trọng thân thể rồi lo tẩm bổ quá đáng. Một là sanh bệnh hoạn, hai là tăng trưởng thêm dục vọng mà tạo nên nhiều tội lỗi chất chồng, gây tạo ác nghiệp, phải chịu quả báo luân hồi dai trả. Vì con đang sống giữa cõi ta bà, nên ở con có đầy đủ tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố.
Mặc dù biết rằng cần sống với vị tha, nhưng trong nhiều trường hợp con vẫn chấp cứ vào lỗi lầm của người, để rồi giận hờn thù hằn nhau. Mấy hôm nay con đang buồn giận một người bạn đồng nghiệp. Không ngờ khi đọc đến đoạn ông Sáu Viên đối xử với người ngày xưa từng hành hạ mình, chẳng những không oán thù mà còn ra sức bảo vệ người ta. Sự cảm hóa lòng người không bằng dao to búa lớn, mà chỉ cần một tinh thần hòa hảo. Con tự hỏi, ông là tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình cũng là con em tín đồ Phật giáo hòa hảo, lẽ nào mình không làm được? Thế là bao giận hờn, bao ganh ghét qua một đêm đã tan biến. Con mỉm cười biết ơn và cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con thích nhất chuyện ông Sáu Viên suy nghĩ và hành động trước cô hai. Lịch sử xưa đã từng ghi chép biết bao nhiêu chuyện nước mất nhà tan chỉ vì vướng vào chữ sắc. Vậy mà ông Sáu vượt lên trên mọi mê đắm, chỉ thẳng tiến con đường tu giải thoát. Có lần con đọc đoạn thơ: tình đơn phương ai vương là lụy khổ, kiếp nhân sinh ai nhận rõ đừng vương. Tu là cội phúc trăm đường, thoát ly bao cảnh đoạn trường thế gian. Hay ở chỗ ông từ chối mà không làm buồn lòng người, thật đáng trân trọng và tiêu biểu là một đệ tử chân chính của Đức Thầy, như trong bài Tình yêu rất thánh thiện của Ngài: nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Cả cuộc đời ông Sáu, mỗi mẫu chuyện là những trải nghiệm sống đạo, con không biết diễn đạt sao cho hết ý mình. Xin tạm kết thúc ý nghĩ của cháu đối với bác Sáu Viên bằng những dòng thơ mộc mạc. Ông Sáu ơi, ông là người quý hiếm, danh lợi tình bất nhiễm ở trong đời, hào hiệp và dũng khí tuyệt vời, hạnh quân tử nơi nơi đều tán thán. Đối gian khổ hiểm nguy người hảo hán, xem kẻ thù thất thế như bạn mình, tạo an vui cho tất cả nhân sinh. Gương ông Sáu con nghiêng mình bái phục. Nguyễn Quỳnh Bảo Trân, Long An. 11. Hoài niệm bác Sáu. Trong đồng đạo mà tôi đã biết, bác Sáu là người đặc biệt khó quên. Sống giản đơn chí lại siêu bền, nhiều nhận định đáng nên kính phục. Bác là mẫu người đầy hậu phúc, bộc lộ nhiều cảm xúc tuyệt vời. Có khi tầm cao vút tột trời, có lúc hạ xuống nơi bình dị, dễ gần gũi và nhiều tuyệt kỹ. Việc thi ân cốt chỉ lợi tha, quên cả khi nguy hiểm xảy ra, khi lách nhẹ như là tiên trưởng. Luôn sáng tạo đặt ra định hướng, để thực hành lý tưởng lợi tha. Lời trần tình của bác thốt ra, có sức hút rất là mãnh liệt. Bác quả nhiên hiền nhân đặc biệt, ai nghe qua thân thiết lạ thường. Dĩ như là điểm tựa để nương, giả sức mạnh phi thường che chở. Nếu duyên mai gặp người giúp đỡ, rất an lòng chẳng sợ khỏi lo. Trí thông minh có lẽ trời cho, toan liệu việc nhỏ to đều vẹn. Trong ứng xử hoạt linh nhạy bén, trọn đời tu chẳng thẹn đất trời. Rất tiếc nay bác đã qua đời, bùi ngùi nhớ lệ rơi trong dạ. Mượn dần thơ tưởng người đã quá, những dư âm như hãy còn đây. Ngày tiễn đưa đồng đạo đông dày, nguyện cầu bác trời Tây an lạc. Ba khóa Dương Trọng Đại. 12. Kính bác. Kính bậc hiền nhân thấu đạo đời, bác đem đạo nghĩa hóa nơi nơi. Sáu căn thanh tịnh hòa sanh chúng, viên mãn đạo đời sống thảnh thơi. Lê Văn Hai, Phú Vĩnh. 13.
Niềm cảm xúc về Bác Sáu tùy bút. Một buổi sáng tinh sương, khi mặt trời còn say ngủ dưới rặng cây, một người bạn phương xa tới thăm và kể cho tôi nghe vài mẩu chuyện về cuộc đời của Bác Sáu Viên, một tín đồ Phật giáo hòa hảo. Đức tính vị tha của bác khiến cho tôi niềm cảm xúc dâng trào. Không phải mới hôm nay, mà hình như đã lâu lắm rồi, niềm cảm xúc ấy cũng đến với tôi một cách mãnh liệt như bây giờ. Quả thật, tuy hai thời điểm khác nhau, trải mấy mươi năm tang thương dâu bể, thế mà trái tim và lý trí của tôi vẫn cùng một nhịp đập, một cảm xúc, một nhận xét như nhau khi mà nhân vật Bác Sáu Viên xuất hiện. Dầu thời quá khứ được thu qua băng nhựa hay những mẩu chuyện đời thường của bác trên trang sách mới hôm nay. Đúng vậy, tôi nhớ không lầm cách đây mấy mươi năm, khi tôi còn ở độ tuổi thiếu niên, được diễm phúc đến thăm Bác Sáu vài lần, và lần nào lúc ra về đều để lại ấn tượng tốt nơi tôi về bác. Thế rồi cơ duyên hội tụ, tôi hân hạnh đón nhận cuốn băng nhựa ghi âm lại lời Bác Sáu kể chuyện rất là lý thú và hấp dẫn làm sao. Thuở ấy cũng như bây giờ hay mãi về sau, cứ mỗi lần được nghe lại là lòng tôi có cảm xúc lạ thường. Trong ấy có loáng thoáng một ý nghĩ vụng về bảo thủ của tôi. Đa số những người tu Phật, sau khi nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, họ thường hay chú trọng vào văn tự mà không chú trọng đến việc chuyển hóa nội tâm. Trong cuộc sống thường rời xa thực tế, bị kinh điển chuyển nên họ không cảm nhận được cái thực dụng của đạo là đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, sẽ giúp cho họ thoát ly khổ ải. Thường có những ảo giác xa vời, sở hành thiếu thực tế. Họ muốn xây dựng cõi tâm linh huyền bí nào đó, chứ không chấp nhận những cái đời thường, dù rằng những cái ấy rất thực tế làm sao. Điển hình trường hợp Bác Sáu Viên, một tín đồ Phật giáo hòa hảo, có thể nói là một ẩn sĩ. Sau khi tìm hiểu kỹ giáo lý của Đức Thầy, cụ thể là giáo lý tứ ân, bác đã ứng dụng ngay vào đời sống hàng ngày một cách thiết thực. Chắc chắn bác không muốn hiểu hay nói suông giáo lý Phật Đà, tam nghiệp tứ ân, bát chánh đạo, tịnh độ, tứ vô lượng tâm, mà những tư tưởng, hành động và ngôn ngữ của bác hàng ngày đều mang đậm chất lượng giáo lý ấy. Và Bác Sáu đã thành công trong mẫu đời của mình là hành xử theo con đường do Đức Thầy dạy công hoằng hóa. Bác đã hoàn thiện tư tưởng, ngôn từ, hành động đúng theo tôn chỉ học Phật tu nhân của Đức Thầy. Bác Sáu Viên rất xứng đáng là một tín đồ Phật giáo hòa hảo tiêu biểu. Chúng con là đoàn hậu tấn rất tự hào vì đã có bác. Trong quãng đời còn lại, chúng con quyết đoàn kết chung lòng, cố gắng sống đúng theo gương hạnh của Bác Sáu, làm cho tư tưởng thiện hòa của nền đạo Phật giáo hòa hảo được lan rải khắp nơi nơi, cho vườn hoa đạo thêm tươi màu, và Đức Tôn Sư nơi chốn mây rồng mỉm cười thỏa dạ. Tân Thanh, Chợ Mới. 14. Lục bát dân người. Để nhớ Bác Sáu Viên. Người từ rời bến vô minh, bước chân nhập thế niềm tin tổ thầy. Độ đời lòng quyết ra tay, tâm không một vật những ngày dấn thân. Lợi danh tình ái phù dân, làm sao giữ được bước chân đi về. Vào mê để độ người mê, vào trong ô trược không chê chán đời. Người làm các việc người thôi, mà sao rung động cuộc đời của con. Tư Huỳnh, Cần Thơ. 15. Luồng gió mới. Thưa chư quý đồng đạo kính mến, quả là nhân duyên vô cùng lớn lao khi được cộng tác cùng nhóm về nguồn để hoàn thành tập tự truyện Bác Sáu Viên. Tôi được đọc những mẩu chuyện về đạo, được biết thêm một bậc tiền bối chân tu thể hiện đầy đủ và chính xác nhất tôn chỉ nền đạo Phật giáo hòa hảo. Từ bấy lâu nay, tôi tuy nghiên cứu Phật Pháp và thực hành theo tôn chỉ học Phật tu nhân, nhưng vẫn chưa hiểu tận tường giáo lý tứ ân. Là một tín đồ trẻ, sở học còn non kém,
nên tôi luôn khao khát tìm cầu thiện tri thức học hỏi, khuyến tấn mình vững bước trên bước đường tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, tâm nguyện vẫn cứ xa vời. Những gì tôi nhìn thấy được chỉ là hình thức bên ngoài. Có những gì kiến thức uyên bác, nhưng những gì thể hiện ở cuộc sống đời thường cho thấy nội tâm họ vẫn chưa được chuyển hóa. Những giận hờn, ngã chấp còn quá nặng. Có người thì thao thao thuyết giảng những điều chẳng mấy đem lại lợi ích thiết thực nào cho cuộc sống thế nhân. Tôi đã thất vọng và có lúc muốn xuất gia theo học với những danh tăng, mong tìm sự an lạc và tu hành một cách chân chính nhất. Nhưng xét lại, trách nhiệm với gia đình và xã hội chưa trả xong, những mâu thuẫn trong lòng cứ triền miên làm cho nội tâm tôi mất hết an lạc. Cho đến khi được đọc bộ Hiển Đạo của ông Thanh Sĩ, bộ Cặn Bã Ký Ức của Bác Hai Như Sanh, các mẫu chuyện về Bác Sáu Viên, thì những phiền muộn, mâu thuẫn trong lòng tiêu tan hết. Lòng vui mừng không tả xiết, vì con đường của mình đi nay đã rõ. Hơn lúc nào hết tôi nhận ra rằng, giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ là tinh hoa Phật Pháp và tam giáo được Ngài cô kết lại, không chỉ dành riêng cho người cư sĩ thực hành giải thoát, mà còn giải thoát ngay tại thế gian triền phược, kể cả cho hạng xuất gia mà không nhất thiết phải xa lánh thế tục. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Dẫu rằng trước đó tôi có nghiền ngẫm giáo lý, tình yêu đạo Pháp vẫn mang nặng trong lòng, tuy nhiên, do chưa kề cận được người hiền trí đích thực, dẫn dắt, cho nên vẫn chưa thấy được nhiều sự thâm diệu của giáo lý. May mắn thay, hành giáo ông Sáu Viên như ánh trăng thu vàng vặc, soi tỏ nội tâm tối đen, đầy rẫy những phiền não và thất vọng trong lòng tôi. Người đúng là nhà mô phạm hoàn hảo cho đường lối tu tập của người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thật vậy, trong một thời gian dài, tôi như cô lữ trên đường thiên lý, không thấy được tri âm. Có lẽ những bậc hiền trí thấu lẽ huyền vi và sự thống khổ của đời mạt pháp mà sống ẩn dật, âm thầm tu niệm, chớ chẳng hay khoe danh háo dị, nên những kẻ sơ cơ như tôi ít có điều kiện tiếp cận học hỏi. Thế nhưng, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, có lẽ Long Thần Hộ Pháp đã rủ lòng thương, nên đã hiển bày cho tôi được thấy những ánh sao sáng trong bầu trời đêm u tối. Hạnh giáo của Bác Sáu như luồng gió mới thổi vào tâm hồn, khiến tôi phấn chấn trở lại, thấy tự tin, hãnh diện hơn và cảm thấy tự hào mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Đặc biệt câu chuyện muốn tu giải thoát như đã giải tỏa hết những thắc mắc trong lòng tôi. Bởi từ lâu tôi nung nấu ý định lìa bỏ gia đình, vợ con để tu hành. Lời nói của ông Sáu tuy giản đơn mà thâm sâu tận tâm can, khi khuyên người bạn có ý xuất gia: cái gì không biết chứ anh Tám đừng có bỏ chị Tám không được đâu. Hồi chưa có vợ thì khác, anh tính sao cũng được, còn đã có vợ con rồi, nếu biết tu thì phải thương vợ con nhiều hơn nữa, chứ sao lại bỏ. Xin đừng hiểu lầm bị ái nhiễm. Tôi cũng đã từng suy nghĩ về con đường tu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật. Ngài cũng đã bỏ lại vợ đẹp con xinh, vào núi thẳm rừng sâu tu hành giải thoát, vì hoàn cảnh của Ngài rất thuận lợi cho sự xuất gia. Còn mình phước mỏng nghiệp dày, đã trôi lăn trong nghiệp thức không biết bao nhiêu đời, nay vì vô minh ái nhiễm mà tạo vợ con. Nghiệp xấu mình đã trót dây vào mình thì phải khéo tìm phương tháo gỡ và chuyển hóa theo hướng tích cực. Nếu như ngang nhiên trốn tránh trách nhiệm với gia đình xã hội, lo tu cho bản thân mình,
thì chỉ gây thêm tội lỗi vì làm cho vợ con oán hận Phật Pháp. Ôi, tội lỗi này không biết đến lúc nào mới trả cho xong. Quả là mình tự đánh mất tất cả chì lẫn chài. May mắn thay, tự truyện Bát Sáo Viên đã kịp thời cứu thoát tôi ra khỏi những lỗi lầm kia, khiến tâm hồn tôi như mới mẻ và sáng trong hơn. Năng lượng từ ái, xả thân vì đời, vì đạo của Bát Sáo như đang lan truyền trong người tôi, khiến tôi vững bước và thảnh thơi để tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho đạo và đời. Xin vô vàn cảm ơn các đồng đạo trong nhóm Về Nguồn đã dày công kết tập lại những mẫu chuyện về Bát Sáo Viên và tạo điều kiện cho tôi góp chút công sức trong việc hoàn thành tập sách này. Ngưỡng nguyện Đức Quỳnh Giáo Chủ, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cùng Hương Linh Bát Sáo cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Nguyện Chư Vị hộ trì cho con cùng tất cả tín đồ tinh tấn tu hành đúng theo tôn chỉ Đức Tôn Sư. Xin cảm niệm người qua mấy vần thơ. Nhiệt thành từ ái xả thân, khiêm cung trí dũng vẹn phân nghĩa tình. Giản đơn lời lẽ tường minh, lao đao vất vả trung trinh tất lòng. Bụi hồng một dạ sáng trong, dốc lòng tu tỉnh dẹp xong ái tình. Vị tha với kẻ hại mình, lợi danh phủi sạch chặt gìn nghĩa nhân. Phước gieo khắp nẻo phong trần, không nề khổ cực lãnh phần thiệt thua. Nhờ lòng bác ái năm xưa, chiến chinh lặng tắt bão mưa yên bình. Xong rồi tan hải phiêu linh, điền viên nương náo vui tình hữu thân. Hồng danh sáu chữ chuyên cần, làm lành nuôi dưỡng như gần trẻ thơ. Trí huệ vượt thoát bến bờ, thiền định trợ sức hững hờ ngủ trưa. Giác ngộ rực ánh đại thừa, bỗng nghe sấm nổ sạch mùa vô minh. Trọn nhân trong cõi hữu tình, tây phương cảnh Phật sân trình đáo lai. Tiểu tình Hồng Ngự. 16. Cảm nhận về Bát Sáo. Cái toàn thiện toàn mỹ luôn ở phía trước, nó là cái đích cho chúng ta vươn tới. Phàm thông thường người ta có quan niệm đạo là phải ở chùa am với hình dáng đầu tròn áo vuông như quý thầy quý sư cô, sớm chiều chuông mỏ ngân nga nơi cô tịch, như thế mới gọi là tu. Thực ra bản chất của đạo, nhất là đạo Phật, là tại thế gian, không xa lìa cuộc sống. Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Nó khắp trong mọi tầng lớp nhân sinh, qua từng niệm tưởng, qua cách ứng xử, sự thế đối nhân. Đặc biệt là đạo Phật giáo Hòa Hảo, một nền đạo nhập thế. Điều này được Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo minh định. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Như vậy, người tu chính là mẫu người tích cực xông pha vào đời bằng tinh thần xả kỹ, lợi tha, bất dụ lợi, không sống ích kỷ, tư tâm theo lối độc thiện kỳ thân. Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, thế thì đạo ở ngay trong cuộc sống, trong chỗ nói làm nghĩ tưởng. Mỗi phút giây niệm tưởng đều vì lợi ích cho chúng sanh, đâu có đau khổ, đó có đạo. Bởi đời cùng đạo bi hoang ly hiệp, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Và đời không đạo đời vô liêm sĩ, đạo không đời đạo biết dạy ai. Nói cách khác, Phật Pháp vì cuộc sống nhân sinh mà có mặt tại thế gian, Phật đạo vì nhân sinh, vì đời mà có đạo.
Đạo để cảm hóa cho con người được toàn thiện, toàn hảo. Ngoài tâm không có Phật, ví như đèn, ánh sáng và tia sáng vậy. Cổ ngữ có câu, ở hiền gặp lành, Đức Thầy luôn minh định, nếu ta làm phải, phước hờ bên lưng. Mặc dù mình chẳng bao giờ nghĩ đến cái may mắn đó, chính đây là điều mỗi đồng đạo chúng ta luôn cố gắng thể hiện. Giúp người đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Cả quá trình tu hành, Bác Sáu Viên có nghĩ gì cho riêng mình đâu. Trong cuộc mưu sinh đầy gian khổ thử thách, Bác đã thể hiện được bản chất của người tu, nhất là luôn chứng tỏ và tự hào mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo thuần thành. Sự thể hiện được tình người đối với mọi người bằng tình thương chan chứa, chân thật, bất vụ lợi. Như vậy chứng tỏ Bác Sáu đã thâm nhập tâm pháp của Đức Tôn Sư kính mến. Đây là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ sau học đòi và tiếp nối cho được truyền thống cao đẹp ấy. Có lần một đồng đạo trẻ hỏi, Bác Sáu làm sao mà có được nhiều cái ngộ ngộ trong cuộc sống vậy? Nếu cánh cửa của lòng của các cháu chưa mở tung ra, thì bác cũng chẳng biết nói sao cho các cháu hiểu được nữa. Có lẽ đấy là một sở đắc trong những sở đắc, và là lý do tại sao Bác Sáu làm như vậy. Đây chính là cái chất mộc mạc, thật thà và bình dị của người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà Bác Sáu Viên là một nhân vật điển hình. Diệu Liên, Cái Xoài. 17. Tiếc thương. Lần ấy về thăm Bác Sáu Viên, một người tài đức rạng danh hiền, nói năng hoạt bát dù cao tuổi, nhận xét rạch ròi lẽ tục tiên. Điều con thắc mắc chỗ u ơ, được bác phân minh ngót mấy giờ, nghĩa lý nhiệm sâu lời chuẩn mực, êm tai mát dạ thể dần thơ. Mọi người bác bảo chẳng gì dư, tánh nóng, tánh tham, tánh thiện từ, khôn khéo thực hành và sử dụng, muôn điều vạn sự cũng y như. Lãnh hội lời hay bác tỏ bày, cháu như người nghiện tỉnh cơn say, bàng hoàng ví thể qua cơn mộng, tạc giả lời vàng há dám phai. Bác đã đi rồi Bác Sáu ơi, tình này tiếc nhớ chẳng hề vơi. Dù rằng chỉ một lần thăm bác, kỷ niệm trong con suốt cuộc đời. Tư Chả, Kiến Thành, Chợ Mới. 18. Nguyện. Chưa gặp một lần Bác Sáu Viên, dài dòng tự truyện rõ người hiền, đuốc thiên tỏa sáng con đường thiện, khuyến tấn cháu con tạo phước điền. Giữa cuộc thế kim tiền thay đổi, vẫn một lòng sắt đá không thôi, áo sờn dai cũng mặc cho rồi, miễn tâm đạo trao dồi rốt ráo. Trỗi khúc nhạc mến thương đời đạo, giữa hận thù máu lửa binh đao, lòng từ bi chan chứa dạt dào, nêu cao chí liên dây hòa hảo. Bụi thời gian mịt mờ đời đạo, bóng hiền nhân hiện rõ một màu, quyết trao dồi chí hướng thanh cao, gìn nếp cũ gương người hạnh giáo. Bác nghĩa hiệp trung can hiếu thảo, gương sáng kia con cháu chặt gìn, dẫu cuộc đời tan hải phiêu linh, tiếp bước bậc trưởng huynh vĩ đại. Trường Phúc, Hồng Ngự. 19. Dấu xưa còn lại, Tạp Bút. Tôi như khách lữ hành sớm rời mái nhà xưa, sau hơn nửa đời dấn thân giữa dòng đời xuôi ngược. Nay gối đã mỏi, chân đã trùng, nhìn lại đoạn đường nếm trải giữa chợ đời. Cả một trường đấu tranh hơn thua, chung cuộc chỉ vì mùi phú quý, bả vinh hoa hào nhán bởi danh dị, lợi lộc, tình ái đầy hương vị đắng cay. Tôi mới nhận ra ảo ảnh phù hoa giả tạo, nó lôi cuốn biết bao người thân bại danh liệt, xô ngã cả tình người thân thương vô cùng thảm hại.
Thế mà mãi cho đến nay, còn có hàng lớp người cố lao vào lối mòn muôn thuở của kiếp nhân sinh kia. Do lăn lóc chốn phong trần dày dặm dặt, nên tôi rất khát khao tìm về bến bờ bình yên nơi quê cũ. Ở đó có tình người chân thật, một khung trời êm ả bên dòng sông Hậu hiền hòa sau nhiều năm ly hương cách biệt. Nhưng khi về đến nơi thì hỡi ôi, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt dưới tang thương. Bà huyện Thanh Quan. Một, bấy giờ tôi như lưu thần Nguyễn Triệu xưa đi hái thuốc giúp đời, bị lạc đến cõi thiên thai. Nhưng vì lòng trần chưa dứt, đành quay về dương thế, thì đã qua hàng mấy trăm năm. Còn tôi thì bị dòng đời đưa đẩy, lạc bước phong trần, tìm lại quê xưa. Thì bao người thân yêu đã ra người thiên cổ, hay phiêu bạt nơi gốc bể chân trời. Chỉ còn lại số người bệnh hoạn với kiếp trần ai lao khổ, số khác đang chật vật đấu tranh vì miếng cơm manh áo với trăm công nghìn việc. Họ phải tất tả trong cuộc mưu sinh, chạy đua với thời gian giữa cái thời đại khoa học kỹ thuật này. Sự thông dong tự tại họ đã bỏ lại bên dòng sông êm ả hay bên triền núi an nhàn mây phủ sương mù. Thế mà họ tự cho là mình tự do, một quản gia trung tín của chính mình không hơn không kém. Bản chất mộc mạc thuần lương kia họ tự đánh mất từ bao giờ, thay vào đó là sự lịch thiệp bãi bui đon đả ân cần trong giao tiếp, sự quỷ quyệt hiện rõ nơi đầu môi chót lưỡi hay ánh mắt lạnh lùng. Nói cách khác, chính họ đang dông thân giữa một xã hội phức tạp, đầy cạm bẫy, mạnh được, yếu thua. Mọi gian trá họ đều đem ra áp dụng, mong đem phần lợi về mình, sống chết mặc ai. Họ đang là một thi hài, chỉ còn nhịp đập của trái tim nông nổi, nào khác bức tranh vô cảm, vô hồn. Nhưng tôi vẫn tin trong tiềm thức kia còn chút lương tri. Hai, đường đời đã thế, tôi tìm về xứ đạo thân thương, thấy có phần khá hơn vì tình người. Tuy nhiên, chính cái xã hội tôn giáo lại là vấn đề khiến tôi luôn suy tư về lẽ thật, chân lý. Đạo Phật, nhất là Phật giáo Hòa Hảo, cũng đã và đang xảy ra lắm chuyện đau lòng. Hầu như sự mượn đạo tạo đời thường xuyên xảy ra trong cộng đồng xã hội tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Những mỹ từ luôn được nhắc trên đầu môi: tâm đạo chân tu, xả thân, tinh tấn, giải thoát, nhân ngã, nghe rất bùi tai, nhưng sở tu sở hành của số người mang hình thức nhà tu kia thì ngược lại, họ nào có giữ giới răn của đạo. Đúng như lời khuyến cáo của Đức Thầy: trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đài cát xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Và tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Có lẽ rõ biết được sự việc về sau như thế, nên Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyến dạy tín đồ nên cẩn trọng. Việc giả dối từ đây nên lánh, bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếc. Để đối trị căn bệnh trầm kha ấy, ông Thanh Sĩ, một môn đồ Phật giáo Hòa Hảo, chỉ khá tỏ tường: ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gái trai, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên.
thành công do ở chí bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không thành. Đã tu thì phải có hành, tu suông cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chớ tu mù, tu cho siêu thoát chớ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma dương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tà càng buộc kiếp mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Thế nên toàn thể tín hữu chúng ta cần tuân thủ nghiêm túc như lời dạy sau đây của Đức Thầy: dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt. Nhất là trong các công tác từ thiện, xã hội hay truyền bá đạo lý, thiết nghĩ nếu người nào hay tổ chức nào làm với cái tâm trong sáng vô tư, vì tình thương đồng bào nhân loại đang gặp cảnh thương tâm mà xả thân giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, thì có chi quý bằng tình người. Ông Thanh Sĩ, một môn đồ Phật giáo Hòa Hảo, xác nhận: nhân nghĩa quý tiền đâu thể tạo, nhân nghĩa cao chức khó đem so. Ở đời nhân nghĩa nên lo, để không hổ thẹn cho phận người. Tu cầu phải cần nơi nhân nghĩa không trái lẽ nhà tu. Đạo người nếu để mờ lu, thì là đạo Phật khó tu cho rồi. Tu không chỉ với trời với Phật, mà phải tu với vật với nhân. Muốn tu thành Phật thành thần, phải lo bố đức thi ân cho người. Làm một việc một lời ân đức, hơn ngàn ngày kinh Phật tụng suông. Thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm suông Di Đà. Phước do bố thí ra mà có, đức do lòng cứu độ mà sanh. Ngôi tiên quả Phật được thành, do điều bố thí, do tình độ dân. Muốn tiên Phật đều nhân không muốn, muốn bao nhiêu cũng luống công phu. Tuy người không phải nhà tu, mà nhiều nhân đức được bù Phật tiên. Xưa ông cha ta đã dạy: nắm khi đói, gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Chúng ta làm gì bổn phận và trách nhiệm của con nhà đạo, đúng như tôn chỉ trong giáo lý tứ ân Đức Thầy Hằng Sắc Tấn Tín Đồ. Điều này ông Thanh Sĩ nêu rõ: chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền, ấy bổn phận thiêng liêng đạo Phật. Giúp sanh chúng ấm no vật chất, còn giúp cho sáng suốt tinh thần. Biết mở đường lập mạng an thân, thoát khỏi cảnh mộng trần tạm kiếp. Và là Phật tử không vui riêng hưởng, muốn cho ai cũng sướng vui chung. Vui câu bác ái vô cùng, con đường giải thoát muốn đồng được vui. Là Phật tử chán mùi tục lụy, ôm một lòng trực đáo Tây Phương. Muốn cho người khỏi trần dương, cầu sanh tịnh độ, mở đường thoát ly. Quan trọng hơn nữa là trong những buổi thuyết giảng giáo lý hay pháp đàm, người có trách nhiệm khi trao đổi chẳng nên vì thị hiếu của người nghe pháp mà hí luận làm trò mua vui, lại còn ngụy biện
cho là linh động xin tràng vỗ tay, mà phải mang tội hoại pháp, tức tà mạng thuyết pháp. Đây là trọng tội ngũ nghịch. Nhiệm vụ và vai trò của nhà thuyết giáo là phải rõ khế lý và khế cơ của thính chúng từng vùng, miền, mà chọn lựa đề tài sao cho thích hợp, để giúp người nghe cảm giác êm đềm, an lạc tâm hồn và khởi tâm giác ngộ hoặc sám hối, ăn năn những điều phạm phải. Nhất là những thuật ngữ Phật học hoặc chuyên môn thì cần nghiên cứu cho độ chính xác cao, khi tham khảo đề tài không đi ngược lại tôn chỉ học Phật tu nhân. Như vậy, buổi trao đổi đạo lý sẽ có sự cảm thông và thuyết phục cao. Ngược lại, buổi nói chuyện sẽ rất tẻ nhạt, vô vị, vô cảm và vô hồn, làm cho tinh thần người nghe pháp giáo buông lung, chứng tỏ người nói đạo kia thiếu đức, lên giọng cơ cầu, e rằng càng tai hại hơn. Tôi đã từng chứng kiến các chánh khách, các nhà truyền giáo tôn giáo bạn, thậm chí các diễn giả đa năng, chẳng khi nào họ lượm thượm như vậy cả, vì như thế rất là trơ trẽn lố bịch. Quan trọng bậc nhất là giới luật và hạnh giáo hay sở tu, sở hành của các nhà truyền giáo rất ư quan trọng. Nhờ nhân cách đó, ắt sẽ cảm hóa nhân sinh, trở lại con đường sáng trong của nền đạo giải thoát mà mình muốn tôn vinh, nếu không tất nhiên tác dụng ngược lại. Đức Quỳnh Giáo Chủ thường cảnh tỉnh: tu chân chánh mới không hổ tiếng, cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. 3. Từ thực tế đó, tôi ao ước và mong muốn sao mình có tốt duyên gần với các thiện tri thức Phật giáo hòa hảo, nhất là các danh đức ẩn tu còn mai một mà mình được nghe biết. Duyên sao trong lúc thân phụ tôi tả thế, tôi được gặp các anh. Từ đó tôi biết thêm các chú bác khác, bác Hai Như Sanh, bác Sáu Viên. Đặc biệt là bác Sáu Viên, qua những câu chuyện đời thường của bác, rõ là sở tu, sở hành. Nói đúng hơn là sở chứng của bác Sáu đều hợp nhất, chứng tỏ nội tâm phong phú, nên khi nói ra đều chân thành, chuẩn mực, chánh lý, giúp cho người nghe chia sẻ sự lý tu hành mà bác nếm trải, từ hương vị đạo pháp ngọt ngào, có sức thuyết phục cao, khiến cho người nghe pháp an lạc cõi lòng và chí nguyện tu hành theo. Mặc dù nay bác đã ra người thiên cổ, nhưng vẫn để lại cho đời và trong tôi kinh nghiệm hành trì như bài ăn cơm nguội. Theo tôi, đây là bài kệ đạt pháp của bác: sáng sớm ăn cơm nguội, thấy lòng mình vui vui, niệm A-di liền khởi, trong ấy thoát lời ra. Niệm Phật chừng như mẹ mớm cơm, làm lành như nằm trong nôi ấm, trí huệ như khát sữa, thiền định như ngủ trưa, giác ngộ như bình minh, bỗng nhiên nghe sấm nổ, tan sạch hết vô minh, thấy lòng mình vui vui, sáng sớm ăn cơm nguội. Hầu như số huynh đệ mà tôi được quen biết đều có chung chí nguyện là xả thân phục vụ đạo nghĩa, những mong phát huy giáo lý học Phật tu nhân của Thầy Tổ đến những nơi xa xôi hẻo lánh đang thiếu mùi đạo vị. Là Phật tử mong qua tịnh độ, đi chớ ngồi một chỗ không xong, phải cần bồi đức lập công, để làm phân bón cho lòng Nam Mô. Là Phật tử bao giờ cũng tỉnh, không để cho bị cảnh rối lòng, Di Đà thường niệm bên trong, dù rằng đang bận lắm công việc gì. Thanh sĩ. Tuy nhiên, tất cả đều rất đời thường, bình dị trong giao tiếp, không biểu lộ hay tự nhận mình là nhà truyền giáo hay sứ giả của Như Lai chi cả. Các anh âm thầm làm giáo sự như Kiếp Tầm Cố Nhã Tơ hay Con Ông Ương Mật Ngọt Dân Đời. Thế nên, dù tôi là một tín đồ Phật giáo hòa hảo
hay một công chức nhân ba ngày xuân cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình, tôi muốn bày tỏ tấm lòng gọi là đáp ơn tri ngộ các anh em đồng đạo, nhất là đối với bác sáu viên thương kính của chúng ta. Ngày xuân nhớ về bác sáu viên, noi gương bác, chúng con đang cùng bước hai nẻo đạo đời chung một hướng đi. Tôn chỉ dồi trao, bác chánh khắc ghi, thầy vắng mặt, đạo màu luôn tỏa sáng. Tầm sức nhỏ, bác đã làm nên kén, tấm thân trần ấp ủ vạn tình thương. Thương mẹ cha, thương đoàn thể đồng bào, thương non nước, thương đời hơn thân mạng. Chữ nghĩa ít mà tâm thanh trí sáng, đời cần lao mà cốt cách siêu phàm. Luôn giữ gìn phẩm chất giống tiên rồng, ai trí thức có thẹn cùng tông tổ. Thiên niên kỷ đời văn minh tiến bộ, vẫn luân lưu bài học sống của người. Kiền ba chân chẳng chuyển không dời, giữ chữ đạo chữ nhân như bác sáu. Mai Quỳnh, Kiến Thành, An Giang.